khác với âm nhạc thì nó có bộ gõ, bộ hơi, bộ gầy, bộ kéo. Trống các bạn nhìn đây rất là đặc biệt, nó là cả một thân cây cổ thụ hàng bao nhiêu ngàn năm, và đặc biệt một mặt da voi cái, một mặt là da voi đực, nó cũng muốn nói lên trời đất âm dương, cha trời mẹ đất. Mỹ tới đây coi thì họ thấy là những âm hưởng, những giai điệu của Việt Nam, họ nói rằng người Việt Nam không những biết hát, họ đã tự tạo nên những cái nhạc khí mô phỏng lại tiếng côn trùng của núi rừng, những cái dòng suối hay là những cái tiếng gió rào rạt, tạo nên những cái bản giao hưởng con người Việt Nam. Tôi muốn lan tỏa không những trong nước mà còn lan tỏa với thế giới, đó âm nhạc đó là tiếng nói của nhân loại và hòa bình.